Rồi đó, đây là trường học của cô thư ký nè các bạn, MCPHS á. À, cái trường này là 19 Foster Street đó các bạn. Thì các bạn tới đây các bạn check năm 2006 á, thì hình của cô thư ký trong cái lớp đó này nó treo lên tường. Coi trong tấm hình mà đứa nào mà nhìn giống Tâm Đoan đó, lúc trước ai cũng nói mình giống Tâm Đoan. Tâm Đoan. Đây là ví dụ điển hình đó cho những người mà qua bên Mỹ mà mình có thể làm nail được, các bạn mình cũng thành công làm nail cũng được. Làm nail thời gian và khi làm có tiền mình làm muốn đi học lại cũng được nha các bạn. Đó, sau khi mình đi học rồi mình có mình theo đuổi giấc mơ mình rồi mới làm gì cũng được hết. Bây giờ thì là thư ký cho một cái trẻ sao. Bạn nào mà có câu hỏi gì về cô thư ký á, về thân thế của thư ký như thế nào sau khi cô thư ký chia sẻ rồi á, các bạn nhớ ghi comment ở dưới nha. Ghi comment cho cô thư ký nha. Nhớ địa chỉ đó ghê chứ. Nhà đầu tiên ba mình cắt mà. Ờ. Đi lâu quá giờ về đây đi chỗ này đâu có nhớ gì đâu phải không? Trời ơi không nhớ luôn. Ừ, thì nó khác lạ có phải không? 20 mấy năm rồi, dạ. Đúng không? Ừ. Đi qua 88. Cái nhà là 2001. Cái nhà này nè. Đó. Đó đâu? Đây nè. Ra khi mà trở lại cái hometown á thì nói chung là rất là nhiều kỷ niệm các bạn. Như mình thôi, mình ví dụ như là mình sẽ sống lớn mình ở Mỹ cái chỗ nào đó rồi mấy chục năm sau mình đi về á, cái tự nhiên nó nhiều cảm xúc nó trở lại nó khó diễn tả lắm các bạn. Thì hiện nay á, là mình sẽ đi về phía Auburn, cái nơi mà cô thư ký ở đó lúc mà mới mới ở đó hả? Không, qua Mỹ thì ở Worcester, cái nhà mới. Ừ, nhà mới. Nhớ cái địa chỉ đã, I can put in the address, we can drive by when we go back to Worcester. Yeah. You know, mình cái sao? Worcester. Không, Auburn to Worcester chạy đâu khoảng đâu 15 phút nha. Okay. Bây giờ là chạy qua Auburn là cái nhà mà ba em cất. Ừ. Ba cất cái nhà này. Ba cô thư ký là cũng xây cũng nhiều nhà không các bạn. Khi mà qua bên Mỹ á, đi làm pizza delivery đó, mà ba cô thư ký rất là disciplined nha, đi làm rất là reliable, rất là có trách nhiệm ạ. Nhiều khi biết quá trời vậy mà vẫn deliver pizza. Người ta nghĩ rằng deliver pizza không có tiền, đó là cái sai lầm nha các bạn. Deliver pizza á, người ta nói rất là nhiều tiền nha, có tiền lắm nha, đúng không? Xong sau đó rồi ba làm taxi. Trong đó là mua chiếc taxi hả? Mua chiếc taxi rồi chạy taxi, lúc đó mới có tiền nhiều hơn hả? Xe taxi thì ba tự mua luôn. Cho nên là lúc đó thì mình chạy riêng cho chính bản thân của mình chứ không có qua cái công ty nữa. Xong rồi chạy mấy năm ha? Chạy cũng một thời gian khá lâu á. Khá lâu á. Sau lúc đó có tiền rồi, xong đầu với mở tiệm nail, xong rồi làm rồi từ đó phát lên luôn đó nha các bạn. Thì đó, ở Việt Nam mình được cái ông trời ông ban cho có người nail làm cũng ngon lắm. Nhưng người ta làm xong người ta mở tiệm nail ra thì tấm thành công, bạn biết không? Trời ơi, Phạm, em đi tới chỗ này mà vô cái accident này mà em không nhớ gì luôn ba. Ừ. Vậy có khi cái đang chở mình tới Auburn. Cái nhà cũ. Nhà cũ. Sau khi ba cô thư ký làm có tiền xong rồi thì xây nhà luôn nha các bạn, xây nhà ở thành phố Auburn. Đầu tiên mà ba xây đó. Ba xây. Thì sau khi xây xong nhà này đâu có kinh nghiệm, các bạn không xây tiếp. Xây xong cái ở thời gian bán đi vậy lời rất là nhiều nha các bạn. À, bên Mỹ này mình biết cách xây nhà, các bạn xây nhà xong á ở 7 năm sau các bạn bán đi á lời cũng phải cả 100 ngàn á, ít nhất là phải 100 ngàn. À, những người mà chưa có biết đó, mình có thể đánh thuế cho tiền lời. Ừ. À, nhà mình bán có lời thì trong lời nó không có tính tiền. Tại vì nó cần xin được cái primary residence. Xong sau đó mình mua cái nhà kế tiếp nữa thì mình ở 2 năm mình sửa chữa rồi mình sao đó mình bán lại cái tiền đó mình lời đó. Mình cũng không có cần thuế nữa. Cho nên là miễn sao mình ở đó mình là 2 năm. Ừ. Giống như homestead đó các bạn. Yeah, homestead. Các bạn ở đâu 5 2 năm các bạn apply cho homestead là khi mà bán thì các bạn không cần phải trả tiền thuế như trong cái tiền lời đó. Đó, Worcester gì nè. Đó. Màu xăng ở đây là 3 đồng 59 sen nha các bạn. Đó, đi lâu quá giờ về đây đi chỗ này đâu có nhớ gì đâu phải không? Trời ơi không nhớ luôn. Ừ, thì nó khác lạ có phải không? 20 mấy năm rồi, yeah. Đúng không? 20 mấy năm rồi cho nên hả giờ đâu. Nhớ mãi cái này nè, một face shop ở đây. Hả? Yeah,
cho ba địa chỉ đó anh nhớ ha. Nhớ. À, nhớ địa chỉ đó ghê chứ. Nhà đầu tiên ba mình cắt mà. Ờ. Xong ở ba cắt xong rồi ở mấy năm với ba hả? Rồi xong rồi sao bán đi nhỉ? Bán đi rồi qua chùa chợ. Ờ mà tại sao đó mà đang ở đó là sao bán đi ha? Ờ yeah, lúc đó thì em đang làm ở Florida ha. Ờ. Làm Florida cái xong tự nhiên ba mẹ qua bên chùa chợ đúng rồi. Chơi có 1 tuần 2 tuần hay sao không biết nữa. Thế gọi điện thoại cho em kêu em bay qua bên chùa chợ để mà ký giấy tờ của nhà. Ờ. Rồi lúc đó em lại hơi bị sốc chút xíu. Ờ. Là mình đứng tên mua nhà luôn á, mà trong khi mới có ra trường có năm mới có ra trường nó có mấy tháng vậy à. Ừ. Ba mẹ xuống chơi chờ đi chơi thấy nhà, tại vì lúc đó nhà mình chơi chờ rất là rẻ nha. Ừ. Nhà bên Massachusetts này thì hình như 500-600 ngàn đi chăng nữa, bên chơi chờ lúc đó hình như đâu có 300 khoảng đâu đó 2% nha. Ừ. Nhà bay của bên đó này rồi kêu mình ký giấy tờ mình đứng tên rồi mình mua cái nhà đó luôn. Ừ. Xong rồi ở Georgia bao nhiêu năm ha? Georgia cũng đâu 8 năm nha. Thì tổng cộng thời gian ở Georgia thì 8 năm. Lúc mà mua cái nhà đầu tiên ở bên Georgia. Nhà bên Georgia đầu tiên là xong ở đó khoảng đâu 3 năm thì sao thì đó rồi mới cắt căn nhà mới. Ừ. Cái nhà mới đó cũng 4.000 mấy square feet lớn lắm. Rất là rộng lớn luôn á. Bây giờ mình đi xuống downtown Worcester để mình xem lại cái môi trường đại học của thư ký á. Ra trường năm bao nhiêu? Ra trường high school ở đây đúng không? Là high school ở đây, trường ở đây ở Worcester năm 2000 là 6 năm hả? Thì 6 năm thì cô thư ký đã hoàn tất học trường đại học đó 6 năm và ra trường sau 6 năm đó là năm 2006. Thì bây giờ mình sẽ cô thư ký sẽ đưa mình tới trường đại học đó ở Worcester này đó để ôn lại những kỷ niệm xưa. Hả? Mới nợ ở đó bao lâu? Vài ba năm. Nhưng mà em qua bên đây mười mấy năm em mới cắt mà. Yeah. Trước đó ở đâu nữa? Mướn nhà vòng đây này, ba lần. Cứ mướn chung quanh đấy gì? Cứ vài năm là tiền thuê nó lên đúng không? Thì lên đây sao mình phải qua chỗ khác mình mướn phải không? Mình nhảy qua chỗ này, nhảy qua chỗ này chỗ nọ đúng không? Không nhớ. Strip club nằm ở đây. Ở đây hả? Strip club right here. Nude dance hả? Yeah. Đó là club cái chuồng á. Cái đài này 20 mấy năm cũng vẫn còn nằm ở đây. Wow. Wow. Có nhiều nhà hàng, cái nhà hàng nó không còn mà nhiều hàng nó còn ha. Ừ. Rồi, chạy tới đây em nhớ nè. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Wow. Downtown Worcester. Mấy cái tiệm xá ngay chỗ này cũng vẫn như xưa. Ờ vậy hả? Hà mấy năm rồi vẫn còn standing nha, vẫn còn đứng vững. Xăng ở dưới này là 3.49 cent một gallon nha các bạn. Mà đúng không? Ở đây xếp còn an toàn không vậy? Ở đây hả? Ờ. Business ở dưới đây thôi à? Ờ. Khu em ở an toàn không? I don't care, give it. Ừ, đâu có góc. Ở bên đó là khu đi ra xa chút xíu là khu có tiền. Ờ. Má ơi, gì mà chặt với cái đi chơi bao á, đúng không? Trời ơi, dễ chặt chặt cái gì? Oh boy. À, downtown Worcester đó các bạn. Đây là downtown của hometown của cô thư ký mình á. Ở mấy chục năm mà đi đây vẫn còn chưa vẫn còn quên á. Ồ, ngày xưa em có nó có cái này không? Không có. Cái này hả? Wow. Mấy cái cà phê đi á vẫn còn đó. Ở lúc trước thì ở đây nó có tiền sai cái giờ thấy là trống lắm à. Đây là gì đây? City Hall. City Hall. Wow.
Ồ, đa sao này cũng đẹp quá hả? Đa sao Wilson này cũng dễ thương quá hả? Cổ thôi. Ờ, cổ mà cũng đẹp đó chứ. Ừ. Đây, trước mặt của mình là cái trường học của mình đây. Ồ, MCPHS hả? MCPHS, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, này, Worcester Campus đây nè. Ồ, đây nè, Massachusetts College đó, đây nè. Wow. Rồi đó, đây là trường học của cô thư ký nè các bạn. MCPHS á, nó là Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences. À. À. Nhớ lại không? Đúng nhớ trường không? À. Đây gặp nói chuyện nên nó chỉ là ôn lại kỷ niệm vậy thôi. Đây là trường của cô thư ký học, ta ra trường năm 2006 đó. Thì đây tới đây đúng ra là có cái yearbook á, xong có hình của thư ký, nhưng mà bây giờ nó kêu cái building đó giờ nó đóng rồi. Đóng rồi thì kêu nếu mùa nãy thì ngày mai thì bây giờ mình không có thời gian. Bây giờ mình dắt các bạn đi vòng vòng quay coi cái campus của cái trường Massachusetts này nè. Ờ. Hai mấy năm trước là cái đó building nó chưa có. Mà cái khuôn viên này làm đẹp quá hả? Cái khuôn viên này làm đẹp quá hả? Ngày xưa có vậy không? Có, nhưng mà hình như nó mới mua cái building bên đó đó, lúc trước không có building bên đó đâu. Đây nè, cái này là pharmacy school đây bên đây nè. Ờ. Đó. Nhưng mà nó lock đúng không? Nó đóng cửa đúng không? Ờ, cái trường này là 19 Foster Street đó các bạn. Massachusetts là College of Pharmacy nè and Health Sciences. Giờ đóng cửa rồi. Nó vẫn còn để đó. Nào. Những mấy cái graduate mà ra trường đó. Đâu? Từng năm ở trên tường cho nó đó. Ồ, vậy hả? Nhưng mà nhiều lắm sao mà để hết được. Ồ, đúng rồi, nó chụp hình. Ờ, nó chụp hình đúng rồi. Như là the first 3 years of the school opening here. Ờ. And I know my picture, class pictures on the wall. Ok. Đây là cái lối vào chính nè. Đây là cái campus của cô thư ký. Tại vì cái này nó nhiều lắm các bạn. Nó có nhiều môn học lắm. Thì các bạn tới đây các bạn check năm 2006 á, thì hình của cô thư ký trong cái lớp đó này nó treo lên tường. Các năm nào mà nó ra trường thì họ chụp hình nguyên cái lớp đó luôn, xong họ để lên tường. Thì các bạn nào mà muốn xem coi cô thư ký ở đâu trong cái đó thì các bạn lên tường đó, các bạn coi nha. Coi trong tấm hình mà đứa nào mà nhìn giống Tâm Đoan đó, lúc trước ai cũng nói mình giống Tâm Đoan đó. Tâm Đoan hả? Đó là cô thư ký đó nha. Giờ liêu ríu không muốn đi về nè. Vậy cảm giác thế nào? Thì a lot of memories kỷ niệm ở đây. Ừ. Dạ. Lâu chứ không muốn đi học xa, nhưng mà ba nói hả, chứ đi học gần đây ổng hả, chứ mua cho chiếc xe. Cho nên là vậy, dụ cho học gần á, gần nhà để mua cái xe. Nên khuyên ai mà như mình như mới ra trường rồi này kia thì nên ở nhà với ba mẹ đi. Cái thời gian mình ở chung với ba mẹ nó không có còn bao nhiêu lâu nữa, thì sau này thì mình học ra thì mình cũng đi ra khỏi nhà, mình lập gia đình rồi này kia. Thì ở nhà nè, cái kiểu tiền rent nè, không cần phải đi làm nè, ba mẹ thích khé trơn, có người nấu nước, có người giặt quần áo, giặt quần áo này kia, cho nên là mình tiết kiệm rất là nhiều. Thì nói chung là được này mất cái nọ, thì ở chứ ba mẹ thì được cái này, nhưng mà được cái là dưới sự kèm cặp của ba mẹ, nhưng mà nhiều khi người ta lớn lên rồi các bạn biết không, người ta có đủ lông đủ cánh rồi, người ta muốn tự do, muốn làm gì làm, cho nên nhiều người ta cũng không có thích sự kiểm soát bởi ba mẹ. Sau khi mình vô trong trường mình học rồi này kia thì bạn bè rồi này kia thì ở đâu mình cũng quen bạn, ở đâu mình cũng làm bạn được hết trơn, cho nên là trường này cũng vậy, trường khác cũng vậy thôi. Mà nhiều người Mỹ các bạn, người tụi nó không thích ở chung ba mẹ, khi mà có học và ra high school với lại vô đại học, tụi nó muốn thích ở riêng ra, tụi nó muốn làm gì đó làm, tụi nó muốn tự do ha. Nhưng mà châu Á mình thì khác à, châu Á mình thì được sự kèm cặp của ba mẹ quen rồi, với lại tiết kiệm tiền nữa, cho nên được cái này mất cái nọ thôi, thì không có gì lại sai hết. Như là ở chung với ba mẹ không có gì lại sai, mà ở riêng ra ba mẹ cũng không có gì sai, thì tùy mỗi người thích cái gì thôi. Em hiểu, em biết, mà trong lúc đó thì em cũng muốn đi xa nhà vậy, muốn học xa nhà, muốn đi ra ngoài, muốn trải nghiệm rồi này kia nhiều thứ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì mình cũng học gần nhà. Thì bây giờ mình nghĩ lại, mình nhìn lại đó, cái đó là sự lựa chọn gì đúng. Yeah. Vậy là cô thư ký đã chia sẻ với các bạn đó là tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu trong cái thời gian mà mới đặt chân xuống bên Mỹ á các bạn, lúc mà 7-8 tuổi đó, và đi học ở đây rồi ở cái vùng Worcester, từ bang Massachusetts này như thế nào. Rồi đó, giờ chụp hình là kỷ niệm xong rồi. Coi như là 22 năm trong cái trường này nó mở là 22
Ờ, cái 22 lớp á, 22 lớp học. Ừ, lớp học. Rồi. Chợ bố Việt Nam này cái thằng trên đường mấy ngày nữa. Ok. Cô thư ký nói là ở đây phở Hiền Vương ở đây ngon. Ngon hơn nãy không? À, chỗ nãy. À, chỗ nãy rồi. Không biết giờ lâu lắm rồi biết nó đổi chủ hay sao sao không biết nha. Ok. Lúc trước mình ăn thì cảm thấy ngon. Ok. Rồi. Ok rồi, let's go. Cái bệnh viện nằm ngay luôn sát bên cái trường Pharmacy School luôn là Saint Vincent Hospital nè. Wow, thì thành phố Worcester này cũng rất đẹp nha. Thì đây là thành phố đông dân thứ hai ở tiểu bang Massachusetts, được đặt theo tên Worcester, nước Anh quốc. Thì thành phố có tầm khoảng chừng 210.000 người ở đây và khiến nó trở thành thành phố đông dân thứ hai ở New England sau thành phố Boston là thủ phủ của tiểu bang Massachusetts đó. Thấy không? Nó lạ không? Mình vừa chở cô thư ký thăm hometown với lại trường học. Thì đây trường đại học của cô thư ký. Rồi xong rồi vừa đi ra là trời mưa các bạn. Trời mà trời đang nắng đẹp vậy đó. Trời cũng buồn đấy cô thư ký. Giống như mình vậy đó. Đang vui nên buồn. Rồi. Rồi khỏi cái hôn sao. Mấy chừng năm quay trở lại. Mấy đứa lại là hẹn cho bạn gặp mặt nó. Nhưng mà tiếc rằng là chứ không có nghe đi dắt dắt con nó đi đi chơi rồi. Đang bị bệnh nên cho nên không có ghé được hả? Không ai thăm ai hết. Nhưng mà chị có rồi thăm lại được rồi cái là hometown rồi thời thơ ấu. Thời thơ ấu cũng vui rồi ha. 18 năm rồi. Sắp tới chưa? Nhớ đường này nhớ không? No, old house. It's my old house. It's my old house. Yeah. It's a job. Beautiful. Oh, no. No. Wow. Nhà bự mà. Nhà đã cũng dễ sợ luôn nha. Nhà đó chắc cũng 5,000 mấy đó, 6,000. Nhà bằng chiều á, nhà bằng bằng chiều á. Và mấy cái nhà này mình thấy không các bạn, đấy là chỉ có đầu chưa tới một mặt gạch nữa nè. Ở trước á. Dạ. À mấy cái nhà này là vinyl không à? Ha. À. Rồi mình biết là biết à hả, hơn nửa triệu đó. Ừ, mà hôm ngày bà xưa bán cái nhà bao nhiêu nhỉ? Nhà này em bán thì đâu chừng khoảng đâu 500,000-600,000. Bằng ngày xưa nếu mà xưa bà bill đâu như tiền đâu ha? Bà bill hình như đâu có 300 mấy. 300 mấy mà bán 500 mấy hả? 500 mấy. Ừ, đó. Nhờ cái đó thì trả tiền học về một mớ, rồi xong sau đó là trả đất cho căn nhà bên Georgia nữa. Ừ. Bao nhiêu nhỉ? Bên chỗ trẻ lúc đó là mua là đâu 280 mấy 300 nhỉ? Ừ. Như đâu khoảng 300 nhỉ? Khoảng đâu đó. Bill, sao bill căn nhà lớn thật lớn luôn ha. Ok, đây nè, hai cái chót nè, cái trái nè. Your upstream nè, super cool. Hả? Nó làm cái cổng mà. Đây hả? Đâu bà biểu nhà nào đó? Cái nhà này nè. Đó. Nó biểu cái pha đó. Thế nào đâu? Đó, cái nhà này nè. Đâu? Đây nè. Đâu? Oh. Đó. Đây hả? Hả? Uh-huh. You wanna go look around? Ừ. Đây nè.
Ờ. Có trồng ở cây ngay chỗ này mà như chắc họ chặt xuống thì sao rồi. Ở lại nhà đó hả? Ừ, nhà bên đây. Ờ, cái là cái đây 40 mấy năm rồi ha. Nó 20 mấy năm chứ đâu 40 mấy. Ok, 20 mấy năm hả? Cái là mấy chục năm về trước á là ba xây nhà này đúng không? Dạ. Đúng không nhà đó không? Ừ. À. Ừ. Bà là sống nhà này bao lâu? Sống nhà này cũng 5 năm hay nhỉ? Ừ. Xong ba bán đi, ba với bán đi, ba với qua bên cho trà hả? Xong rồi bán qua bên. Mày nhìn mấy con đường thấy lạ không? Hay là nó thay đổi nhiều không? Thì nhớ cái góc này đi xuống mà xong nhìn thấy mấy căn nhà này thì nó hơi thay đổi chút xíu. Vậy hả? Dạ. Yeah. Nhà này lúc trước là miếng đất ở bên đây thôi. Ừ. Bây giờ nó xây nhà xong rồi kìa. À. Lúc vậy lớn xây nhà đâu mắc tiền nhiều đâu ha? Khoảng 300 nghìn vậy hả? 2022 mà xây nhà này 300 ghê vậy? 200. Rộng không? Nhà trong rộng không? Là 3000 mấy square feet mà anh nhớ mãi gì? Ờ vậy hả? Rộng cái gì? Nó có cái basement nữa. Ờ nó có basement hả? Ờ hèn chi. Ờ vậy chứ mà mình mới nhìn mình thấy nó nhỏ nhỏ mà có cái basement nữa hả? Ờ uh-huh. Rồi. Nhà 2 lầu, 4 phòng ngủ. Ờ. 3 4 phòng bathroom gì đó quên. Ờ. Thì được. Trong cái basement hả? Cái basement hả? Ừ. Hai xe gara. Ừ. À, ở ngoài sau thì có cái deck. Ừ. Cái deck với ba cái xe hộ cá ở ngoài đó, không biết bây giờ họ có làm cái gì ngoài đó hay không. Ừ. Ok. Rồi, giờ cảm giác sao? Thì cảm giác thế nào khi nhìn lại cái nhà mấy chục năm về trước, là 22 năm về trước mình ở đây? Hơi lại những nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm lắm hả? Dạ. Ừ đó. Vui buồn đắng cay đúng không? Anh bồng bột, bồng bột nông nổi đúng không? Yeah. Nông nổi đúng không? Rồi, nông nổi với thời rồi về lại, nhưng mà sau giờ lớn lên rồi mình thấy quay lại mình thấy chứng chạc hơn, mình quay lại mình cảm thấy đúng không? Nhiều kỷ niệm đúng không? Uh-huh. Yeah. Ừ. Đó đây là cái nhà thời thơ ấu của cô thư ký ở đây, thành phố Auburn, tiểu bang Massachusetts. Đây là cái nhà đầu tiên mà ba cô thư ký xây á, sau khi ở đâu 5 năm rồi mới dọn qua bên Georgia trà. Giờ là giờ thư ký sẽ lái ra khỏi đây. Về nhà thì chắc lên nhiều ha. Bây giờ căn nhà đã đáng giá là 700-800 đến nhất là 700-800 đó. Ừ, các bạn thấy nhà đi, các bạn thấy nhà final không như vậy đó bạn. Ở đây người ta xây mấy nhà như vậy không á. Không phải 4 bằng gạch nhưng mà rất là mắc nha các bạn. Tại vì đất ở đây nó rất là mắc. Đó là Worcester, tại vì nó gần Boston mà. Nó gần Boston đâu có đâu chưa tới tiếng đồng hồ lái xe. Mà đất ở Massachusetts ở đây giờ rất là mắc, thấy không, nhà đây vậy không á. Mà nó có, tại vì nó mắc là nó có basement 3000 mấy square feet mà. Ở nhà này nó có solar à. Nó thấy không, nhà đây vậy không á. Nhưng mà đụng vô là gần triệu không nha, ghê ha. Các bạn bó tay nha. Mình là vinyl không à, coi nè. Vinyl không. Ở đây không, ở đây mình không thấy SI xây 4 mặt gạch nha các bạn. Cái này giống như là apartment complex hay là gì nè. Đó, apartment hoặc là mấy cái government houses á, housing á, cho mấy người mà low income á, thường thường vậy, hoặc là apartment vậy thôi. Và thấy không, chung quanh đây nhà nào cũng vậy hết á. Không có ai mà xây 4 mặt gạch bây giờ, tại vì ở đây rất là lạnh, lạnh lắm. Cho nên họ xây panel như vậy nè, nhỏ thôi. Để cho mùa đông á, người ta tiết kiệm điện về sưởi ấm á các bạn. Chứ xây nhà lớn là chết, xây nhà lớn là tiền điện hàng tháng mà cho sưởi là chết luôn. Nhà đó ngày xưa bán ba cô tôi bán 500-600 là cũng lời được đâu ha, lời được 200 ngàn ha, 200 ngàn. Đó bây giờ đi lại cái sao cái hôm sau thấy cảm giác nó thật là khó tả phải không? Cái tên đường mình còn nhớ nha. Còn ba cái đất đai nhà cửa người ta xây lên thì khác ha. Khác là từ ngày xưa tới đây nhiều khi đất đai chưa có xây nhiều đúng không? Hai mấy năm về trước mà giờ nhà cửa lên đường xá thay đổi như thế không có nhớ biết được. Nhiều nhà nó remodel lại hết. Ờ. Remodel nó không có xây được những cái mới. Ừ. Còn ngày xưa ở đây lúc nào nhiều nhà không? Ngày xưa lúc em ở đây thì thấy nhiều nhà không?
lúc mẹ mua là chỉ có miếng đất đó à. Miếng đất ngay chỗ đó, rồi miếng đất cái căn nhà kế bên á, hai chỗ đó là nó còn đất thôi, còn căn nhà này thì ở đây để xây hết rồi. Mà kiếm lùm đo hả, chứ ta kiếm thôi lùm đo cái đất miếng đất đó. Nó là cây cối mà chặt đi không biết hết. Mà lúc đó ba xây nhà đó, ba qua Mỹ mấy năm mới xây nha. Lúc đó ở Mỹ mấy năm ha, mới xây ha, mới xây cái nhà đầu tiên ha. Năm 88 ừ. Mười mấy năm á, mười mấy năm mới xây nhà đầu tiên á. Cái dốc này hả? Cái dốc này mình nhớ nè. Là như campus á, như school hay là gì trời? Tại nó có hàng rào nè, school hay là gì đó. Cái dốc này ha, wow, cái dốc này dốc ghê trời. Cái này là Holy Cross nè. Trường Holy Cross, High School hả? University. University hả? Ở đây là College of the Holy Cross nè. Bây giờ mình mới vừa ghé lại cái hometown, đó là ngôi nhà mà đầu tiên mà ba con thằng ký xây á, ở đó chừng 5 năm trước khi dọn qua bên từ bang Georgia. Cái sự cảm giác thì xảy ra cũng khó tả lắm các bạn. Nhiều kỷ niệm nó trào dâng lại trong lòng. Một vài chia sẻ cuộc sống bên Mỹ như thế nào các bạn. Thôi bây giờ cho vào WHS tiếp tục lên đường hành trình RV mạo hiểm đầy lý thú nha các bạn.